Còn đạo Thiên Tâm á, Phật có cái câu này nè: Phật pháp là thế gian, không rời thế gian dáng. Tức là bỏ thế gian là cầu bồ đề, ví như tìm sừng của con thỏ. Bởi vì mấy ngày qua hôm kia ngồi nói chuyện với đệ tử là chỉ tiêu của Thiên Tâm mà trên giao xuống: vợ chồng phải hạnh phúc nha, vợ phải làm đúng bổn phận người vợ, nấu ăn phải cho ngon nha, làm bổn phận người vợ, phòng the phải cho đàng hoàng, không có được bỏ bê chồng. Đó là cái trách nhiệm người vợ, cung ngôn danh hà dung hạnh mà, tam tòng tứ đức. Thì cái hạnh phúc gia đình có, sức khỏe có, thì lúc đó đó mình mới về trời được. Chứ không phải mình mà những cái môn phái khác nó bỏ hết, bỏ tiền của, bỏ chồng, bỏ con, buông hết rồi đi để mà đi về. Cái đó là mình trốn tránh và mình không có chấp nhận cái cuộc thi này, một cái gọi là cái bài học ở thế gian này. Trên đạo Thiên Tâm vợ chồng đa số mấy đứa mà sắp ly dị là gần kiện kiếp, hai chồng về vui rồi hết. Tại cái đó là mình phải, khi ở thế gian này mình vui, mình không vướng bận. Khi mình ra đi á, thì cả hai đều đi về hết. Còn một bên mà hận thù ghét nhau, đến lúc mình già, cận tử nghiệp mình mất, mình sẽ có những cái kỷ niệm hồi lúc mà yêu đương nhau rồi gây lộn nhau. Lúc đó, đó nó sẽ làm cho mình bị đọ đó, thì cứu không có nổi. Ngày mình vui, hai vợ chồng vui vẻ, hoặc có thể người đi trước đi sau, nhưng mà không có một cái gì gọi là bad memory, kỷ niệm xấu đó, thì khác nha. Cho nên cái tiên chỉ Thiên Tâm là vợ chồng hạnh phúc, rồi con cái học giỏi để giúp đời, rồi bên tâm linh thì phải giữ giới số 1 và giới số 12 là căn bản, mà 12 giới luôn thì quá siêu rồi. Đó là tiên chỉ bên Thiên Tâm, nó khác hơn tất cả các đạo khác. Nghĩa là mình phải thành thánh, mình phải sống ở thế gian và mình nhập vào thế gian. Cái quan trọng nữa là mình không có bỏ hết. Khi mình khổ quá, mình không có tiền lo cho con ăn học, mình xin bề trên, xin cha, xin mẹ, cha mẹ cho, nhưng mà mình lấy một phần cho gia đình, nhưng một phần từ bi mình giúp người thân mình xung quanh, chứ không phải mình ích kỷ. Tại vì mình đã buông được cái đồng tiền thế gian, có nghĩa là mình về trời mình không còn tham. Đó là kinh Phật có dạy cái đó mà: bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, và bỏ luôn những cái si mê. Còn đây á, ví dụ như mấy vị thầy đi, họ thấy gái đẹp đồ, giả bộ không dám nhìn, nhưng mà nhìn nó trong cái ốc là sao, vô YouTube nhìn là sao. Mình phải nhìn nhưng mà mình không có recording, tức là view thôi. Bông hoa sắc đẹp thế gian mà, đúng không? Nhưng mà mình đừng có để vô cái ốc mình. Cũng giống như cái dạng mà ông thầy cứu người con gái mà té xong vậy đó, ảo không có chắc. Thì Thiên Tâm cũng là như thế. Có nghĩa là mình không có, mình đạt cảnh thiền mà thế gian này, thì lúc đó bao nhiêu về trời á, là vô sắc giới là như thế. Mình thấy những cái đẹp, những cái si mê, mình không có bị dính vô cái đầu của mình. Chứ không phải mình buông bỏ, nhưng mà trong mình đâu có bỏ được. Nên Thiên Tâm trong tương lai thống nhất thế giới là vậy, nó khác hơn. Chỉ có thêm một cái khác nữa là không cần mặc áo như là như lính đó, áo màu xám, áo chàng, rùng thình đồ chi. Mặc bình thường mình đi xuống dưới lầu đạo, ai biết mình ngồi đây nói chuyện đạo đâu. Còn giờ thí dụ cái phòng này như đây 5-70 người mặc áo chàng đi xuống, chắc mấy bà con với ăn cơm chắc quảng hồn đứng trốn hết á, đúng không? Tại vì họ đang ở cái nhà hàng này, nó tam tịnh nhục, nó ăn đồ Costco cũng sao, mà lỡ như cái nhà hàng mà mấy con nhúng nhích, trời ơi, mấy người này tu nãy giờ tôi lo gấp mấy con sống không, tôi cảm thấy khó chịu, buổi ăn tôi bữa nay hết ngon, họ có cái mặc cảm đúng không? Mình không có vậy, mình mặc đồ này thôi, thì đâu ai biết mình là ai, mình phải trà trộn như trong đời vậy.
sau này nhân loại sẽ lấy nguyên cuộc đời của Kiệt, Thiên Tướng Kiệt này là một cuốn kinh, sống y như thế là được đi về thôi. Không tiền thì không được đi cấp, không tiền thì nó nghèo lắm, ngủ ở ngoài công viên, ngủ ngoài xe mà không có mở miệng mượn, thằng nào thấy tao không có tiền ăn á, cho tao mượn đi rồi tao nhớ tao trả, phải ghi sổ. À, hồi đó thì nghèo lắm. Rồi khi có tiền thì mình cũng không có ỷ vào đồng tiền hiếp người, rồi lấy đó để giúp cộng đồng. Tại cái tiền này nó vô thường, nó đến và nó đi một cách rất là lẹ. Mà nhiều khi nó đi á, nó là khi nó đến với mình á, mình vui được có một chút, mà khi nó đi nó làm mình đau khổ cả đời. Quý vị thấy nó đổi ngược lại cái sự mất mát lớn trong cái tâm trí mình không? Cho nên tới tiền nó tới cũng đừng cười trước, mà nó có mất cũng hề hề. Này tính nói chuyện kinh tế đang xuống không? Nhưng mà cái này nó không phải dễ làm đâu quý vị, rất là khó. Đó là thiên tâm là vậy. Mình sống ở dưới thế gian, mình nhập vô thế gian, mình có hết mọi thứ, nhưng mà mình lúc nào cũng phải trân trọng tâm linh bề trên, cha thượng đế. Rồi cũng phải giàu có kiểu nào nữa, cũng phải gán dành 3 ngày, 4 ngày để mà ăn chay đâu, phải không? Ăn chay là cũng như mình nhắc nhở thôi. Mình khác hơn mấy bạn giàu mình chút. Tại vì mấy anh giàu á, tối ngày nó chỉ suy nghĩ từng tới, tôi phải gọi thằng nào, gia đình nào đi ăn tiệm nào ngon nhất, cái nhà hàng tàu nào mà ngon nhất, bự nhất, đồ tươi nhất thì là nó tới. Đại số là mấy anh nó chuyên môn là như thế. Rồi đi ăn xong, hả hơi xong rồi đi về, cái là vậy thôi à. Cuộc sống của họ chỉ vậy, chỉ biết là vậy. Thì ngày qua ngày họ chưa có, không có hiểu được ở một cái level cao hơn. Khi họ ở cái level cầm và tiền tỷ và họ sống như thế, như vậy á, thì họ nghĩ là cao nhất trong xã hội. Nhưng mà họ quên đi, ở ngoài xã hội có một người cao hơn họ mà họ lại coi thường. Đó là chữ quý trọng lẫn nhau đó. Là những người ăn học, những người nghèo nhưng mà người ta rất là có phong cách học thức, người ta không có khúm núm hay nịnh bợ, rất là quật cường á, là người đó là cao hơn cái level giàu đó, đúng không? Rồi họ còn không có ngờ ngoài cái level quý đó đó, Phật với cha mẹ có cho một cái level cao siêu nhất của trong nhân loại, đó là ngộ. Ngộ có nghĩa là gì? Rất là dễ, tại mình nói bình thường vậy thì không ai hiểu nghe. Ngộ có nghĩa là biết sợ ông trời thôi, đơn giản vậy là ngộ đó, hiểu không? Biết sợ ông Phật, biết sợ Chúa Giêsu, biết sợ Đức Mẹ, làm gì cũng sợ Đức Mẹ đứng sau lưng nó, làm gì cũng sợ cha bủa đầu á, là ngộ rồi. Chứng ngộ là như vậy thôi à. Còn những cái người kia họ chỉ biết thôi, nhưng mà họ cười, họ nói là tôi giàu, tôi có chân mạng, tôi bị bệnh nhà thương lo cứu tôi, là họ chưa có ngộ.